mà vợ chồng tôi bị bắt thì vợ chồng tôi có ủy quyền lúc bây giờ không biết trông ngóng vào ai, chỉ trông ngóng vào hai người chị gái của vợ thôi. Bản thân tôi ký cho hai chị đó là không biết bao nhiêu chồng như thế này, số tiền mặt lấy chỗ nọ lấy chỗ kia thì tôi tính sơ sơ nó tổng nó khoảng 45 tỷ đồng là tiền mặt riêng và đất riêng là đã ủy quyền cho các chị ấy. Thì từ ngày đó đến giờ phút này là các chị không gặp tôi, không có câu trả lời gì nữa. Và tôi không biết là cái tiền đó các chị đã sử dụng vấn đề gì, tiền ở đâu, các chị làm cái gì. Có nghĩa là tôi không được gặp nữa.